Nước sông đen ngòm, bốc mùi hôi thối, khi ô nhiễm quá thì cá chết nổi trắng mặt nước. Từ hàng chục năm nay, người dân ven sông Nhuệ trên địa phận tỉnh Hà Nam đã chịu đựng sống chung với cảnh như thế này. Bức xúc có, kêu ca có, kiến nghị có, thế nhưng đối nghịch với sự kiên nhẫn của người dân, sông Nhuệ lại ngày một ô nhiễm nặng hơn. Nó thối tha lúc mình ăn uống này, nó thối tha, nó mất quan điểm đi, bẩn thỉu lắm. Nó thối tha, nó nhiễm, có khi đêm không ngủ được. Mà thấy chương trình như này, Hà Nội rồi, Hà Nam này, cứ nói là sửa chữa cái để cải tạo cái nước sông Nhuệ này, nhưng mà có làm được đâu. Bao nhiêu năm để ra mà như vậy chưa làm được. Theo số liệu quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, trong năm 2020, có tới gần một nửa số ngày trong năm, các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước mặt sông Nhuệ vượt các quy chuẩn cho phép, có chỉ số vượt tới hàng trăm lần. Dù ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, nhưng địa phương cũng gần như bế tắc trong giải pháp xử lý ô nhiễm, bởi nguồn thải chính thì bắt nguồn từ phía thượng du, tức là Hà Nội. Tỉnh Hà Nam thì cũng là một trong những cái tỉnh mà nguồn ngân sách cũng rất là hạn hẹp, nên là những cái vấn đề mà chi phí cũng như là cái vấn đề mà ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy thì nó bao gồm cả một toàn một lưu vực, nên cần phải có sự chung tay đồng lòng của chính phủ, của trung ương cũng như là toàn bộ các tỉnh mà trên lưu vực sông. Hà Nội xả thải, Hà Nam ô nhiễm, cũng tương tự tình trạng này là dòng sông Cầu. Thường xuyên phải cõng nguồn thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vừa qua, sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang tiếp tục ô nhiễm trầm trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phải có văn bản kêu cứu. Trước mắt thì thành lập một cái đoàn kiểm tra của ủy ban thành phố đi kiểm tra các cái nhà máy mà xả thải ra cái nguồn sông Cầu. Thứ hai nữa là giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển thôn chỉ đạo công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống là điều hành các cái hệ thống cống điều tiết mà xả trực tiếp ra sông Cầu. Các dòng sông liên tỉnh bị đe dọa vì ô nhiễm, nên trong nhiều năm qua, các ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông đã được thành lập và duy trì, trong đó đề cao sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các địa phương. Thế nhưng, hiệu quả quản lý theo lưu vực sông dường như chưa đạt được kết quả mong đợi. Cái vấn đề ô nhiễm của những cái dòng sông ấy, những cái thay đổi của những dòng sông ấy nó không có, nó không nhìn thấy rõ rệt, nó không nhìn thấy rõ là các dòng sông ấy sau khi được thành lập ủy ban bảo vệ môi trường nó khác gì so với ngày xưa. Mà cái tình trạng có lẽ là chúng ta thấy nó xấu đi. Nhiều dòng sông đã đi vào thi ca về sự thơ mộng trong xanh mát lành của mình. Nhưng giờ đây, trước áp lực phát triển kinh tế xã hội lên môi trường, việc khôi phục những ký ức đẹp đó vẫn còn là câu hỏi lớn chờ các cơ quan chức năng giải quyết.